Dạ em xin kính chào toàn thể các cô chú anh chị. Vậy là chỉ cần hơn tháng nữa thôi thì chúng ta bước sang năm mới, năm 2022. Và hòa chung cái không khí này thì hôm nay em xin phép giới thiệu các bác một cái mẫu ấm trà mang phong cách vừa hiện đại vừa cổ điển, đó chính là ấm trà cối xay Lục Bảo. Giữa năm vừa rồi thì em cũng đã từng bán cho mọi người những cái mẫu ấm trà này rồi. Tuy nhiên thì gần Tết này em thấy là mọi người cũng có nhu cầu hỏi thêm. Đặc biệt hơn, đây là một cái món quà tặng vô cùng ý nghĩa. Và cái bộ sản phẩm này rất là đẹp. Và những bác đã chơi lan mà thưởng thêm trà thì quá là tuyệt vời đúng không ạ? Đây là cái mẫu sản phẩm mà hôm nay thì em muốn giới thiệu đến các bác. Đó là một cái món quà mà có thể là sử dụng trong gia đình của mình. Những bác nào yêu thích trà này, uống chè này, thì đây là một cái món quà mình để tại nhà để tiếp khách cũng rất là sang trọng. Đặc biệt hơn và những cái dịp này á, mình làm món quà để gửi đi thì rất là ok. Một mẫu sản phẩm trà này của nhà em thì gồm có những linh kiện như sau. Thứ nhất là gồm 6 chén này, đều có hoa văn rất là đẹp, hoa văn nổi rất là đẹp này. Thứ hai đó là một chuyên trà. Chuyên trà này để chuyên rót trà này. Và tiếp theo đó chính là ấm trà này, và đây là cái cối xay. Và cái mẫu này tại sao là nó gọi là cái mẫu cối xay Lục Bảo? Bởi vì lục ở đây tức là có 6 chén và nó là màu xanh lục. Cối xay đây là cái phong cách mà của ngày xưa đấy, sử dụng cái cối xay này. Và em sẽ có một cái đoạn clip ở nhỏ nhỏ phía sau để hướng dẫn các bác cách pha trà và làm sao để nó hiệu quả nhất các bác nhé. Cái bộ sản phẩm này khi mà đóng gói gửi đi thì các bác có thể làm quà tặng biếu này, sẽ có một cái túi sách ở phía bên ngoài. Tất cả thì đều được lắp ráp vào một cái hộp xốp như thế này đấy. Và khi gửi đi thì em sẽ đóng gói cẩn thận cho các bác và kèm cho bác thêm một cái túi. Nếu các bác làm món quà này để tặng biếu thì em thấy nó rất là sang này. Đấy, rất là sang trọng. Đó, một cái món quà cực kỳ là ý nghĩa. Gần Tết thì nếu mà các bác tặng những món quà thông thường như là bánh kẹo thì nó đơn giản đúng không ạ? Còn cái bộ ấm trà này đối với những ai mà có thâm niên, có tuổi ấy, thì em thấy nó rất là hợp lý. Đó, một bộ sản phẩm này. Và cái giá thị trường như năm ngoái em tham khảo ạ, ở trên Facebook người ta cũng đã chạy quảng cáo, càng dịp gần Tết ạ, nhiều trang báo người ta chạy quảng cáo cái những mẫu sản phẩm này ạ, bán ra cực kỳ là đắt luôn. Bởi vì sao? Người ta tốn thêm chi phí quảng cáo. Đây là nhà em thì nhập nguồn trực tiếp, nên là các bác yên tâm về chất lượng cũng như là giá cả nhé. Cái mẫu sản phẩm này hiện tại đang bán ra ngoài thị trường với giá là gần 500.000 một bộ. Tuy nhiên thì nhà em thì nhập tận gốc và đảm bảo các bác về chất lượng cũng như là giá cả rẻ nhất thị trường bây giờ. Và em xin bán một cái mẫu sản phẩm giá một hộp trà như thế này với giá là 320.000 nhé. 320.000, bên em miễn phí ship về đến tận nhà cho các bác. 320.000 một hộp mẫu trà như trên màn hình này được miễn phí ship về đến tận nhà. Hôm nay thì em mới bắt đầu nhập về, bởi vì sao ạ? Gần Tết rồi, chỉ tầm hơn tháng nữa thôi. Năm ngoái thì em chưa chạy cái món này, nhưng năm nay thì do trong năm thì em thấy các bác hỏi khá là nhiều. Nhiều bác mua về sử dụng, các bác thấy rất là thích thú, thì các bác có thể tham khảo nhé. Và sau đây thì em sẽ đính kèm cho bác một cái video clip nhỏ để hướng dẫn các bác cách pha trà cũng như là cách uống trà. Rất là đẹp đúng không ạ? Một bộ sản phẩm này để trên bàn uống nước vào những dịp Tết đến ấy, khách đến mời rất là sang. Và giá bộ sản phẩm là 320.000 được miễn ship về đến tận nhà. Em gửi ship toàn quốc nhé. Các bác nhận hàng có thể kiểm tra. Và tất cả những cái sản phẩm này ạ, được miễn ship về nhà rồi. Và các bác liên hệ cho em theo số điện thoại ở trên tiêu đề ạ, 0393 998895 hoặc 0966 1213 77. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác. Men rất là bóng, rất là đẹp.